Thông tấn xã Việt Nam, thủ đô Washington của Mỹ, ngày 20 tháng 12 đã được ban bố tình trạng khẩn cấp do số ca mắc Covid-19 tăng vọt. Theo đó, các biện pháp bắt buộc đeo khẩu trang tại các địa điểm trong nhà trên phạm vi toàn thành phố đã được khôi phục. Theo phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam tại Washington, phát biểu họp báo, thị trưởng Muriel Bowser cho biết, tình trạng khẩn cấp được ban bố nhằm mở rộng những công cụ hành chính để đảm bảo chính quyền thủ đô có thể làm mọi biện pháp cần thiết về mặt hành chính như mua hàng hóa và dịch vụ. Bà Bowser cũng nhấn mạnh biện pháp đeo khẩu trang bắt bắt buộc tại các địa điểm trong nhà sẽ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 và kéo dài đến ngày 31 tháng 1 năm 2022. Ngoài ra, biện pháp tiêm chủng bắt buộc đối với nhân viên chính quyền địa phương cũng sẽ được triển khai, gồm tiêm chủng mũi vaccine tăng cường bắt buộc, mở rộng xét nghiệm và các điểm tiêm chủng trên toàn thành phố. Theo giám đốc sở y tế Washington, Angelita Walker, hiện 97% bệnh nhân COVID-19 tại thành phố mắc biến thể Delta, trong khi khoảng 3% nhiễm biến thể Omicron. Dự báo số ca mắc biến thể Omicron sẽ tăng vọt trong những tuần tới. Theo VTV News, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC hôm ngày 20 tháng 12 thông báo 73% các ca COVID-19 mới được phát hiện trong tuần trước ở nước này là biến thể Omicron. Như vậy, Omicron đã nhanh chóng thay thế Delta trở thành biến thể chủ đạo ở Mỹ. Cả hai biến biến thể đều có khả năng lây nhiễm cao hơn các biến thể trước đó của virus SARS-CoV-2, trong đó Omicron mang một số thay đổi đặc biệt đối với protein đột biến khiến nó trở thành biến thể cần quan tâm đối với tổ chức y tế thế giới. Omicron chiếm khoảng 90% số ca mắc mới ở thành phố New York, nơi đã lập kỷ lục về số ca mắc mới hàng ngày vào tuần trước. Tại Washington, thị trưởng Muriel Bowser tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm ngày 20 tháng 12 sau khi chứng kiến số ca bệnh tăng đột biến và kỷ lục tương tự. Ca bệnh Omicron đầu tiên mới chỉ được xác định ở Mỹ cách đây 3 tuần. Tính đến ngày 19 tháng 12, 803.593 người Mỹ đã chết vì COVID-19. Tổng thống Mỹ Joe Biden dù vậy bác bỏ khả năng tiếp tục phong tỏa, thay vào đó là kêu gọi người Mỹ phải tiêm phòng, bao gồm cả tiêm nhắc lại. Tốc độ tiêm chủng ở Mỹ đã giảm xuống trong những ngày gần đây, với mức trung bình trong 7 ngày là 1,4 triệu liều, tính từ ngày 15 tháng 12, giảm từ 1,7 triệu 2 tuần trước đó. Chỉ hơn 61% dân số đã được tiêm phòng đầy đủ và 29% trong số họ được tiêm nhắc lại. Mỹ vẫn chưa bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em dưới 5 tuổi và bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi vào đầu tháng 11. Theo ước tính của Hiệp hội ô tô Mỹ, mức tăng cao bệnh đột biến trên toàn quốc diễn ra chỉ vài ngày trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, khi 109 triệu người Mỹ dự kiến sẽ lên đường về tham gia đình. Hôm 20 tháng 12, WHO tiết lộ rằng Omicron lây lan thậm chí còn nhanh hơn cả Delta và có khả năng xâm nhập vào hệ thống miễn dịch của những người trước đó đã tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc đã nhiễm virus. Một nghiên cứu được Imperial College London xuất bản vào ngày 17 tháng 12 dựa trên dữ liệu của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh và Dịch vụ Y tế Vương quốc Anh cho thấy Omicron có khả năng lây truyền cao gấp 5 lần Delta và dù ban đầu nhiều ý kiến cho rằng Omicron sẽ gây ra các triệu chứng yếu hơn, nhưng biến thể này không hề nhẹ hơn bất kỳ chủng SARS-CoV-2 nào khác. Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến biến chủng Omicron có khoảng 50 đột biến gen, trong đó có 36 đột biến nằm ở phần protein gai. Đây là một bộ phận quan trọng vì là cơ chế để virus bám vào và xâm nhập vào tế bào người. Các nhà khoa học mới chỉ bắt tay vào giải đáp bí ẩn của Omicron, nhưng vị trí của các đột biến nằm ở những bộ phận mấu chốt của protein gai cũng giúp chúng ta biết được một số thông tin. Theo Washington Post, những chiếc can này là chìa khóa trả lời cho các câu hỏi cấp thiết nhất về biến chủng mới Omicron. Omicron dễ lây lan từ người sang người như thế nào, biến chủng này sẽ gây bệnh nặng ra sao, vaccine và hệ miễn dịch có thể bảo vệ chúng ta tới đâu trước Omicron. Mỗi gai trên bề mặt virus corona được cấu thành từ 3 protein bện lại với nhau, khiến chúng có hình dạng như một đầu bông xúc lơ với ba nhánh. Mỗi nhánh lại có 3 vùng trọng yếu, miền liên kết thụ thể RBD, miền điểm bút N, NTD, vị trí cắt furin, FCS. Hầu hết đột biến của Omicron tập trung tại 3 vùng này. Các axit amin trong khu vực này gắn vào thụ thể của tế bào giống như chiếc chìa khóa cha vào ổ giúp mở cửa các tế bào để virus xâm nhập. Lần đầu tiên nghiên cứu mã di truyền của Omicron, các nhà khoa học thấy một số đột biến trong số 15 đột biến trên phần gai có khả năng làm cho virus liên kết mạnh hơn với tế bào và e ngại rằng những đột biến còn lại cũng sẽ có khả năng như vậy. Sự kết nối chặt chẽ này giúp Omicron lây lan dễ dàng hơn so với các loại biến chủng trước. Dữ liệu ban đầu cho thấy Omicron đang nhanh chóng lan truyền nhiều nơi với nhiều mô hình khác nhau, chứng tỏ tốc độ lây lan của nó nhanh hơn đến 2-3 lần so với Delta, loại biến chủng vẫn còn bao trùm khắp nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới. Mark Zeller, một nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Scripps Research, đang nghiên cứu giải trình tự virus nói rằng tốc độ lây nhiễm của Omicron nhanh hơn Delta là điều hiển nhiên. Bên cạnh đó, ngoài điểm mà virus liên kết với các tế bào, thì miền này chính là vùng đắc địa của hệ thống miễn dịch để tấn công virus. Các kháng thể Trung Hòa, nhóm lực lượng chiến đấu chuyên biệt, cố gắng bám vào vùng này để ngăn chặn các gai gắn vào các thụ thể của tế bào. Phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng là một ví dụ về kháng thể Trung Hòa. Những kháng thể có được hình thành để tấn công các gai của phiên bản virus cũ, chúng có thể sẽ gặp khó khăn hơn khi gắn vào các loại gai khác nhau của Omicron. Giả sử miền liên kết thụ thể là một chiếc găng tay bắt bóng thì chúng sẽ bắt gọn được 10 đột biến trong lòng bàn tay. Các axit amin trong điểm chuẩn này tương tác trực tiếp nhiều nhất với các thụ thể của tế bào. Một trong những đột biến này là n 501 i loại đột biến đều có mặt trong Omicron alpha, beta và gamma. Nó giúp virus bám chặt hơn vào các thụ thể của tế bào và tạo sức ép cho các kháng thể. Tuy nhiên, cách thức hoạt động của nó khi kết hợp với các đột biến mới của Omicron vẫn chưa được giải đáp. Beta và gamma cùng có đột biến E484K, loại đột biến cản trở một số kháng thể trung hòa nhất định bằng cách thay đổi hình dạng của mục tiêu của chúng. Omicron có một axit amin khác ở điểm đó và cũng đã thay đổi các mục tiêu khác trong hệ thống miễn dịch. Câu hỏi đặt ra là liệu các kháng thể có thể nhận diện được chúng hay không? May thay, ít nhất một loại kháng thể đơn dòng được gọi là Sosovima dường như bị đánh lừa bởi biến chủng mới. Theo nhà vi sinh vật học Tulane Robert F. Gary, một chuyên gia về giải phẫu của virus, giới khoa học chưa chắc chắn chính xác chức năng của miền điểm 1N. Có thể NTD giúp virus gắn vào tế bào theo một cách nào đó. Nhưng rõ ràng là các kháng thể, cả loại được vaccine kích hoạt và loại được kích hoạt do bị lây nhiễm trước đó đều có mục tiêu vào khu vực này. Theo ông Geller, miền điểm mút N trong Omicron đã được nâng cấp toàn bộ, trong đó 4 axit amin đã được hoán đổi có tổng số 6 axit bị đứt đoạn khỏi 3 vị trí và 3 axit mới được thêm vào cùng một điểm. Giới khoa học hoài nghi việc đại tu rộng rãi này sẽ giảm khả năng liên kết của kháng thể, dẫn đến giảm hiệu quả trong việc ngăn chặn virus lây nhiễm sang các tế bào mới. Nghiên cứu khoa học đầu tiên về Omicron chỉ ra rằng nó có khả năng né tránh được sự bảo vệ của kháng thể. Theo nhiều dữ liệu, những người được tiêm vaccine bổ sung có khả năng tránh khỏi những tác động nghiêm trọng nhất của virus, mặc dù triệu chứng trên mỗi người là khác nhau. Khi vào bên trong tế bào, virus gây nhiễm trùng bằng cách biến cơ cấu của tế bào thành một nhà xưởng nhỏ, nhân bản các bản sao của virus. Khi virus mới rời khỏi xưởng, enzyme furin của con người hoạt động giống như một chất kích hoạt, kích hoạt chúng bằng cách cắt gai của chúng ngay khi chúng tiến ra ngoài. Vị trí trên thân gai, nơi có vết cắt được gọi là vị trí cắt furin. Phản ứng xảy ra sau vết cắt đó khá phức tạp và kể cả các phần chưa hoàn thiện đã giúp liên kết các màng tế bào với nhau. Kết quả là virus có thể dễ dàng di chuyển từ tế bào này sang tế bào khác mà không qua tiếp xúc với kháng thể. Ông Gary cho biết, không phải tất cả các virus đều có vị trí cắt furin, nhưng những virus có khả năng đó thì thường dễ truyền vào nhiều loại mô. Có lẽ đây là một trong những lý do khiến SARS-CoV-2 có thể xâm nhập rất sâu vào phổi và khiến một số người bị bệnh nặng một nhóm đột biến gần vị trí cắt furin có thể giúp Omicron dễ dàng tiến vào tế bào hơn. Gary cho biết biến chủng Alpha đã cải thiện vị trí so với phiên bản gốc, còn vị trí của biến chủng Delta thì mạnh hơn Alpha. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra sự đột biến ở vị trí 681 và lý do đẩy Delta lây lan mạnh hơn. Đột biến của Omicron tại vị trí đó giống với Alpha, có vẻ là một bước lùi tuy nhiên omicron có hai đột biến độc nhất cần đó sự kết hợp của cả ba có làm cho vị trí của omicron mạnh hơn yếu đi hay giống với delta không thì chưa có lời giải theo dữ liệu ban đầu biến chủng omicron gây bệnh thể nhẹ hơn delta ở đa số trường hợp một điều khá tích cực từ loại biến chủng nguy hiểm không phải mọi đột biến đều cải tiến virus trên thực tế hầu hết chúng đều gây tổn hao cho virus hoặc tạo tác động nhẹ một biến chủng mới sẽ không loại bỏ những biến chủng khác trừ khi có đột biến hoặc sự kết hợp của chúng khiến nó trở nên vượt trội hơn so với các phiên bản tiền nhiệm